Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mỹ Hải. Và hôm nay Mỹ Hải tiếp tục đưa quý vị và các bạn vào thăm nhà ba cháu mồ côi cha mẹ. Hôm nay vào Mỹ Hải sẽ trao phần quà của chị Hiền ở Vĩnh Phúc. Chị Hiền có gửi lên cho Mỹ Hải là 1 triệu đồng. Và chị Hiền có dặn Mỹ Hải là sẽ trích 200.000 đồng để mua gạo và cân đường hộp sữa để biếu bác hàng xóm của ba cháu mồ côi nhé các bạn. Còn lại 800.000 đồng Mỹ Hải cũng đang mua được một chặn bát, 2 vỏ ga, 3 cái gối nhé các bạn. Với lại là hôm nay vào Mỹ Hải cũng có mua được giò, với lại là được tép khô để cho các cháu ăn dần nhé các bạn. Và bây giờ Mỹ Hải xin mời quý vị và các bạn cùng Mỹ Hải vào trao phần quà của chị Hiền ở Vĩnh Phúc nha. Hai cháu không biết ở nhà không nhỉ, bác cha nhỉ? Hai cháu không biết ở nhà không nhỉ? Có. Có à? Dạ. Vâng, vâng. Có là cháu ở nhà, đứa gái đã đi học chưa về. À, cháu gái đi học là chưa về à? Vâng. Có mấy cháu xinh thôi đúng không? Dạ. Cái cây này vướng quá, cái cây này phải để... Cây này phải bỏ đi thôi. Bỏ đi thôi. Bỏ đi. Mỗi lần vào là cúi xuống vướng quá. Ăn nó treo. Tốt à. Đấy, cháu xinh à, hôm nay đang ở nhà. Nhà cửa cũng rất là gọn gàng này, mấy bà này. Đấy, hai cháu là mỗi lần là ngủ dậy ra xong là hai cháu cũng biết vén màn lên như này, cũng gấp chăn màn như này rất là gọn rồi. Với lại là mấy bà ơi, đấy còn cháu lấy cái bao gạo kia, với lại là đường sữa thì ở trong cái túi tải kia kìa. Đấy đúng rồi. Cái quà này là quà trao cho bác Lý nhé bác nhé. Vâng, quà này là phần quà, này là phần quà của chị Hiền. Đấy, chị cũng có bảo là trích lại là 200.000 để mua một bao gạo với lại là đường sứa mang vào cho bác. Đấy, quà, phần quà này là phần quà của chị Hiền ở Vĩnh Phúc. Đấy, đường sứa đây. Rồi, rồi. Thế thì tôi cũng vẫn được chị Hiền, mong muốn chị Hiền ở chỗ Vĩnh Phúc mà ít quà về cho gia đình tôi xin chân thành cảm ơn chị Hiền ở chỗ Vĩnh Phúc ạ. Vâng, em cảm ơn bác. Vâng. Đấy, phần quà này là phần quà của bác. Vâng. Với lại là Mỹ Bà ơi, bây giờ là với lại là nhờ bác Ly ơi, em nhờ bác nữa, xong là bây giờ là bỏ những cái ga này ra, trải cái ga đệm để cho các, đúng rồi, những cái ga đấy có cái 1m6 và có cái 1m2, mình trải lên giường cho các cháu, có cái 1m6 là to hơn đấy, có hai cái đấy. Xem ở số size trên này này, đúng, có ghi không? 1m6 là. Đây hai cái. Thế bác ơi, hôm nọ là chỗ bác trai của ba cháu đây này đã liên lạc được cho cháu cả chưa? À, nọ thì coi như là tính bác ấy nó tính vào đời thang đi là vẫn không liên lạc được ạ. À. Thế là không liên lạc được là không biết là đi làm thuê ở đâu đấy đúng không? Vâng. Rồi rồi. Thế thì khổ nhỉ. Không có điện thoại đúng không? Vâng. Thế thì bây giờ là cứ phải chờ là 2-3 tháng nữa là cháu mới về thì mới biết được đúng không? Vâng. Đấy, tí nữa em sẽ cho số điện thoại của em cho bác. Vâng. Rồi đúng là mà cháu trai về ấy, vâng, thì bác gọi điện cho em nhé. Vâng. Vâng. À. Mỹ Bà ra vẻ là giải ga như này, Mỹ Bà lại chưa thông thạo lắm phải không? Vâng, chưa làm bao giờ. Chưa làm bao giờ á? Dễ đâu mà. Không phải rồi. Em làm đúng chiều không? Ngược chiều rồi. À, giải ga là phải là 3 người cơ. Tụi mẹ chẳng thảo từ bư tá nhá vút đàn nhà đàn nhà vút chua mà ó à đảo nó ăn chua nhá. Đây các bạn ạ, Mỹ Hải cũng có dặn chú cháu xình rằng là lúc nào mà cái ga ấy bẩn thì cứ phải là 2-3 tuần là mình bỏ ra mình giặt một lần đấy các bạn nhé. Thế cho nên là cháu xình cũng có nói rằng là nếu bẩn thì cháu xình tự giặt lấy. Đã được đấy bạn. Được chưa? Được rồi. Đấy. Giả như thế này lên thằng bẩn chỉ biết bỏ ra thôi. Đúng rồi. Ui, cái chăn bông này của ba cháu thì cũng hết rồi. Hết rồi.
Cái vỏ chăn đâu? Cái vỏ chăn đây ra mà ăn đi mà. Đây này. Phải không? Đây đúng rồi, lồng lồng cho cháu luôn. Mua cái thịt kìa đâu. Đấy, những cái túi mà hôm nọ là mua chăn lên này mới vào này, các cháu là cũng là treo được lên như này rất là gọn. À, bác trai là cũng giải cái này luôn bên này à bác trai. Hai cái cặp sách là của cháu gái ấy. Cháu gái đi học là sáng nay là không cầm cái nào đi à? À, hôm nọ là bác trai bảo là cho bác trai một cái để mang cho con cháu của bác trai vẫn chưa cầm phải không? Rồi rồi rồi. Giờ mới ghi xong rồi mới vào. Rồi rồi. Thế bác ơi, bác cho em hỏi đi. Nếu bây giờ là em muốn mua nồi điện vào cho ba cháu ấy, để ba cháu muốn lần nấu cơm ấy, để cho tiện ấy. Ừ, nhưng mà được cái là đang ba cháu thì cũng đang kéo đường điện ở trên nhà bác thôi, liệu có ảnh hưởng gì nhiều không? Dạ, thì cũng coi như là ba cháu thì chỉ có một cô thôi, thì nó cũng chả có bố mẹ, thì coi như là nó dùng ít điện ở đây thì có thể càng tốt, không ảnh hưởng gì cả. À, không ảnh hưởng cái gì? Vâng. Rồi rồi rồi. Vì là em cũng phải là gặp trực tiếp bác như này này, vâng, để gọi là trao đổi xem nào cái đường điện, nếu mà các cháu cắm cơm ấy, nếu không ảnh hưởng thì là em thì em mới mua nồi điện vào. Rồi. Nếu mà ảnh hưởng điện nhiều quá thì sợ lại bác này cũng chỉ là gọi là kéo đường điện vào cho không thôi, đâm ra là cũng ngại, thế đâm ra là em cũng phải hỏi bác luôn. Vâng vâng. Có thể càng tốt. À, có thể càng tốt à? Vâng 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 vâng. Cháu cũng đang đủ cây ngô và cây ngô thôi. À, đang đủ là cây ngô vâng. Vâng vâng vâng. Thế thì là đợt sau em vào thì em sẽ mua nồi điện. Với lại là mua phích nước vào cho ba cháu nhé. Vâng vâng vâng, sợ là ảnh hưởng đường điện bác thôi. Nếu bác thoải mái như vậy là mai người kia để em vào, để em sẽ mua nồi cơm điện và cho ba cháu để cắm cơm, để đỡ phải nấu cơm bằng bếp củi. Vì là bếp củi đây này cũng chỉ đun bằng cây ngô thôi, đâm ra là cũng rất là khó trong quá trình nấu nướng của các cháu. Vâng vâng vâng. Đấy, cháu Sình thì cũng đang gấp lại chăn màn bên này. Ôi trong này có cả gối mà Mỹ Ba. Vâng. Có gối mà. Ông muốn lo cho đi một tao sao mẹ? Ó, muốn lo cho một tao sao? Này vào ấy. Mấy này cũng có mua được 3 cái gối. Anh trai cả về là sẽ mỗi người một cái gối. Còn một cái gối mà Mỹ Hải mua riêng cho cháu gái thì là Mỹ Hải sẽ mua cái màu này các bạn này. Đấy, để hai cái kia là để cho dành riêng cho hai anh em. Còn cái gối này là sẽ mang sang cái giường để cho cháu gái ngủ ở bên này, thì cháu gái sẽ có gối nha các bạn nhé. Đấy, đợt nọ là em vào là em cũng quên mua gối vào, đâm ra là các cháu là cũng chỉ ngủ là không chưa có gối đúng không? Đấy, bây giờ là có ga như này rồi. Đấy, rất là đẹp cho các cháu, mà mỗi lần để cho các cháu giặt hết cho tiện. Đấy, mình chỉ bỏ cái ga ra thôi là mình giặt thôi. Vâng vâng. Tôi mà nên mua cái ga đi là mà tôi mà mua thì xanh chả muốn tục mà nên đưa tàu mình hút xì tới tàu mà cái tàu mà ô không tập tay không thì mà chứ là mà muốn là mình bỏ được chứ còn khô hai tàu mà tôi đang là khô nữa thì tôi mà tôi bán được chứ gì bỏ được lại không. À, bác đang giặt đúng không? Bác đã bảo là giải cho nó là bây giờ có ra thế này thì coi như là con sạch sẽ rồi. Vâng. Và khi nào coi như là mỗi lên giường ngủ thì phải rửa chân tay cho nó sạch sẽ. Vâng 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 vâng. Sau khi coi như là để được mà 2-3 hôm thì lần rồi thì phải giặt cho nó sạch sẽ với khô. Ừ, thì nó có vẻ xanh hơn. Vâng vâng đúng rồi đấy, bác cũng rất là quan tâm đến cho ba cháu, thế cho nên là ba cháu đây thì là cũng còn nhỏ tuổi đấy. Thì đâm ra là bác cũng rất là quan tâm cho ba cháu như vậy, là bác cũng đã hướng dẫn rằng là cũng ga này mỗi lần bẩn là phải giặt lên. À, con đi học về rồi à? Đấy, cháu gái đây. Lần sau là các bác vào đây nhá. Thì con nhìn thấy các bác thì con bảo là con chào bác nhá. Vâng chứ, không được ừ đâu nhá. Con chào bác.
Nói đi, con chào bác, con không ngại đâu. Đi học về là con không ngại đâu. Con chào bác. Con chào bác. Đúng rồi. Lần sau là bác nói chuyện với con ấy, con bảo vâng dạ nhá. Không được ừ nữa nhá. Vâng. Vâng đi. Vâng. Vâng. Đấy, con đi học về là cũng đói rồi, cũng chưa nấu cơm đúng không? Đấy, bác vào đây thì bác cũng có mua được cả giò với lại là tép ở bên này mới vào ơi. Bây giờ là sắp xếp đi. Với lại là có cho cái chạm bát. Kê xem là kê cái chạm bát này vào đâu. À, để góc đấy luôn à? Vâng, để góc này chắc là được không ạ? Được không? Để dầu ăn với lại là bắt đũa vào đấy. Cho các cháu. Kê gọn vào góc này cho các cháu thì mai các cháu quen. Những cái bếp lò này rất là vướng, bác nhỉ? Vâng. Cái bếp lò này thì coi như là chỉ còn có ba cháu thì coi như nó lấy cái này phải phá đi thôi. Đừng nghe là cái này phải phá đi à? Đấy, như thế thì coi như là nó hẹp quá mà nó chật chội lên. Chật, đúng rồi, chật chội lên, đúng, chính xác, chính xác. Đấy. Nhưng cái này là liệu mai bác trai của ba cháu này này lên đây nữa xong là nhờ luôn hai bác để bỏ đi được không? Vâng, bỏ đi xong là những cái chỗ mà lồi lõm ở dưới chân bếp lò đây này, em sẽ đi mua một ít xi ở ngoài kia vào để mình là láng lại những cái nền ở chỗ bếp lò đây, những cái chân cột đây nha bác nhá. Thế là mai mình làm luôn đi nhá. Rồi 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 đấy, kê gọn vào đây rồi. Thế bây giờ là hai con đi cầm nấu cơm đi, em con vừa đi học về, hai con đi nấu cơm đi. Đấy, đi nấu cơm đi, rồi là mai ngày kia bác vào đây, bác sẽ mua nồi cơm điện cho hai con cắm cơm để cho tiện. Nhá, bây giờ là cũng muộn rồi. Em cháu là cũng vừa đi học về thôi. Mũ mỏ à? Cháu chắc là không nói được tiếng phổ thông à? Không nói được, cháu này không nói được. Không đi học. Đấy, mỗi cháu gái là đi học thôi. Khổ thân cái là không học đấy, không nói được. Đấy, Mỹ Và sẽ bỏ cái giò kia ra. Đấy, đấy, mình mua được giò này này. Bỏ cái giò này ra. Với lại là tép. Tép để đi. Đấy, tép để cho các cháu ăn dần. Phải để nấu cơm xong rồi bắt đầu bỏ ra. Bỏ ra để... một là dán lại, hai là hấp lên để cho hai cháu ăn cơm. Làm được nóng mà. Đúng rồi. Ôi, bây giờ là mình đã có chặn bát bên này rồi, mình sẽ để cái cốc này xếp ra gọn bên này cho các cháu. Đấy, xếp gọn vào đây cho các cháu. Bỏ cả cái hộp giấy ra cũng được mà. Mà thôi thôi thôi. Mình không bỏ hộp giấy cũng được với bạn. Chỉ hai cháu thì mình sẽ để lại cái hộp đấy để đỡ bụng được. Đấy, cứ xếp ra đấy một góc đấy cho gọn là được rồi. Đủ các thứ mình có chặn bát kia rồi, mình sẽ để ra chặn bát kia sắp ra cho bác cho hai cháu. Vâng vâng vâng. Đấy là mấy hôm trước là chưa có chặn bát đấy, hai cháu là cũng chỉ để vào trong cái thùng này thôi. À, hộp đựng cá là hôm nọ là ăn hết rồi đúng không? Bắt bắt đang bẩn hay sao? Đúng không? Rồi rồi. Đấy, úp vào đấy, úp vào đấy. Thảo Tư à? Thảo Tư mà ăn vua Tư nhá, nó mỏ ta nhá, mà keep ai cho tỉnh cho bé nó xanh tiền đi nhá. Ừ, cho nhá, chỉ cho con thử nhá, cho bé xanh nhá. Đây các bạn ạ, mình cũng có dặn với cháu Sình rằng là mỗi lần mà ăn cơm xong ấy, mình rửa bát đũa rồi, mình sẽ mang bát đũa ra mà để ở khu trong cái chặng bát ở bên trong này. Còn đũa mà hôm nọ là em lấy một được 10 đôi đũa mà. À đây đây đấy. Nhà ba cháu là cũng có một cái thớt như này thôi. Thớt này cũng lõm hết rồi. Thớt này bị chắc là thái thì không thái được. Thớt này lõm hết rồi. Đấy, cháu gái thì cũng đang đun bếp ở đây. Thế chiều nay là con có đi học tiếp không? Dạ. Chiều nay con có đi học tiếp không? Có đi học không? Đi học. À, chiều nay lại đi học à? Thế là sáng nay là mình đang được nghỉ rồi, nghỉ buổi sáng rồi, đúng không? Để về ăn cơm trưa, rồi là đầu giờ chiều là con lại đi học tiếp, phải không? Đúng. À, đấy các bạn ạ, cháu về, cháu bắt đầu là nhóm bếp. Hôm nay là cháu Sình ấy, cũng là chưa nấu cơm được.
chờ em để em về em ăn cơm xong là đầu giờ chiều em lại đi học tiếp. Thế cho nên là mỗi lần em về bây giờ là hai anh em lại túc tắc bắt đầu nấu cơm. Nãy là vào Mỹ Hải cũng đã mua được giò với lại là tép khô cho hai cháu ăn dần. May là hôm nay là các cháu lại cũng có món cải thiện rằng là cũng có giò nha các bạn nhé. Đấy, nấu cơm xong là bây giờ chỉ có giò với lại là tép thôi. Vẫn chưa có rau bác ạ. À, thế đây thì chưa có thì con giờ tí gì mà cháu xin nó đi hái ở trên nhà bác về không? À, đi hái rau ở bên nhà bác á? Vâng. Nhà bác có rau gì? Vâng. Rồi, rồi, rồi. Thế thì cho cháu xin một tí nhỉ? Vâng. Vâng, vâng. Ở đâu nhỉ? Để cháu xin đi hái luôn đi. Em biết. Ông lấy rau là, ông lấy để cho rau cho kịp bằng một rồi. Nên thì trong 2 tháng của ông sẽ hái cái rồi. À, bây giờ là cháu bắt đầu đi hái đúng không? Thôi được rồi, mới vào ở đây là với lại bác ở đây để xem cháu gái nấu cơm. Mình kiểm tra lại cháu nấu cơm nhá. Giờ là Mỹ Hải sẽ theo chân cháu Sỉnh đi hái rau của bác hàng xóm nhá, của ba cháu bồ côi ấy các bạn ạ. À, rau là của bác hàng xóm là ở bên này đây các bạn ạ. Đây cũng đang hái bên này đây. Cũng có rau cải. Đấy, đậu rất là xa này các bạn này. Rất là nhiều đậu luôn. Đây là khu đất của nhà bác hàng xóm của ba cháu mồ côi. Đấy, đậu này rất là xa. Đấy, nhà bác là cũng trồng được rau cải xen kẽ với đậu ở trong này. Đây lý sổ. Đây các bạn ạ. Cháu Sinh bảo là chỉ hai anh em thôi, là cũng chỉ hái mấy lá như này về để làm bát canh thôi. Còn cháu Sinh thì cũng đang đi rửa rau ở ngoài bể rồi. Cháu gái thì cũng đang cắm cụi đây. Thế bây giờ con đói cơm chưa? Dạ, con đói rồi. Đói rồi à? Đúng. Thế hôm qua là anh Sinh ấy, lúc con đi học về ấy, anh Sinh con ấy, con nấu cơm chờ con không? Có à? Có à? Rồi rồi rồi. Thế là hôm nay là không biết là chỗ anh Sình của con ấy làm cái gì mà lại chưa nấu cơm chờ con để đi học về nha. Thế sáng nay là con ăn cái gì đi học con? Con ăn mì tôm. Con mì tôm á? Đúng. Cái mì tôm mà hôm nọ bác lấy vào cho con phải không? Đúng. À rồi rồi, sáng nay ăn mì tôm đi học. Rồi. Đấy, đi vào kiểm tra nồi cơm giúp cháu. Để chú ra đằng này chú xem cháu Sình rửa rau xem nào. Rửa tàu tàu. Ồ, rửa tàu. Đấy, cháu cũng đã rửa được rau về rồi mà cũng đã vặt rồi. Cháu Sình cũng rất là nhanh nhẹn này. Chỉ mới tội là cháu là không biết tiếng thôi. Không đi học thiếu đúng chữ. Rồi. Không đi học là thiếu chữ đấy. Nhà gia đình là chỉ trông chờ mỗi là cháu gái thôi. Con nào cũng phải cố gắng học nhá con nhá. Để sau này ấy, con biết chữ. Để con đi ra ngoài con còn đi làm cán bộ nhá. Cố gắng học nhá. Đừng có bỏ học nhá con nhá. Rồi. Cháu Sinh là cũng đang nấu rau vào cái nồi này. Ủa rau hò nhỏ nhỏ. Cháu Sinh bể nước thì hơi xa. Thế cho nên là cứ mỗi lần rửa rau cỏ với lại là bắt đũa là lại phải vòng qua đằng này để đi rửa nồi niêu. Đấy, lại phải vòng qua đằng trước này. Thế cái đất nhà cháu Sình ấy này
là từ đâu ra đâu nhỉ bác nhỉ? Cái đất nhà giáo sành này thì coi như là nó chỉ đến cái chuối này á, bờ đá đây vào đây vào chỗ mấy chỗ cạnh góc bệ này thôi. Cách đến cái góc bệ này là hết đúng không? Là hết. Cái cảm thấy coi như là bác xem coi như cảm thấy cái góc bệ này thì coi như là cái kiểu nó đây thì nó bụi quá thì vâng, cái nắp bệ này thì bụi quá đúng rồi, đúng rồi. Mà mong là coi như là các bạn thường qua coi như là giúp nhau rồi là giúp đỡ cho mua ra một vài tấn bột lô để cho nó để che vào đúng không? Vâng, che vào. Thế là mong các mạnh thường quân là ủng hộ là mấy tấm bột lô để mình che cái nắp bể. Vâng, cảm ơn bác. Vâng, để cho nó khỏi phải mất vệ sinh. Vâng, khỏi phải mất vệ sinh đúng rồi đấy. Còn không thì có những cái cây đây này, lá cũng rơi vào đây. Vâng. Đấy, thế đâm ra là cũng hơi bụi. Vâng. Rồi. Rau này là nấu canh luôn đúng không? Vâng. Đấy, hai cháu là thường ngày là cũng chỉ đun bằng cái cây ngô như này thôi. Vâng, chỉ đun bằng này thôi. Cái cây ngô này là sợ ướt à đúng không? Vâng. Cái này là cái túi mà hôm nọ là em lấy vào là đựng đệm chứ đúng không? Sợ ướt xong lại lấy cái này che vào như này. Có gì mưa thì không có gì nấu ăn. Đúng rồi, mưa lại không có gì nấu ăn, đúng rồi. Đấy, hai cháu là cũng biết lo rằng là sợ là không nấu được ăn. Đấy, hai cháu là cũng lấy được một ít củi bên trên này đấy. Vâng. Củi cũng tươi lắm nhỉ. Củi tươi lắm. Vâng. Đấy, bây giờ là nhà cũng gọn gàng luôn rồi đấy đúng không? Vâng. Bỏ những cái túi bóng bên ra. Đừng đốt túi bóng trong nhà, độc lắm. Còn cái đường sướng đấy là cháu bỏ ra đằng trạm này chưa? Cái đường sướng mà nãy mua cho bác hàng xóm với lại cho hai cháu luôn đấy. Vâng. À đây. Đấy, bác hàng xóm thì cũng có cân đường với hộp sứa, còn hai cháu thì cũng có nhé các bạn nhé. Đấy, hai cái gối cho hai anh em, còn cháu gái thì khác có gối riêng của cháu gái. Củi tươi quá không cháy đâu nhỉ. Lửa rau mà tu me một cả tơ mà ốc ông mỏ to tu me nhá. Các bạn ạ, Mỹ Hải cũng có nói với cháu Sình rằng là lần sau là em gái của mình ấy đi học rồi ấy, thì mình ở nhà thì mình phải là nấu cơm chờ em. Mỗi lần là em đi học về là em đã có cơm ăn rồi. Thế cho nên là cháu Sình cũng có nói rằng là vâng ạ. Như bình thường ấy bác hàng xóm, bình thường như này thì là cháu Sình có nấu cơm chờ cháu gái đi học về không? Hàng ngày thì nó bình thường nấu cơm chờ, nhưng bởi vì sáng nay thì coi như là không có củi đuôi thì nó đi nhập một ít cái củi về nấu cơm mà nó chưa nấu cơm mà thế là nấu chưa kịp. Vâng, vâng. Đấy, ở nhà là cũng biết đi lấy củi để về. Nhưng mà được cái là bây giờ là muộn rồi, bây giờ là cũng 12 giờ hơn rồi. Ăn xong là cháu gái lại phải đi học tiếp. Vâng, đói rồi. Đấy, hôm nay bác vào này, bác cũng có mua được gối cho con rồi nhá. Đấy, con gái là sẽ dùng cái gối xanh này nhá. Thích lắm nhá. Thích lắm à? Như mấy hôm trước là bác vào ấy, bác chưa lấy gối bảo kịp ấy, con ngủ như thế là con cũng không có gối ngủ đúng không? Đúng. Bây giờ là con bảo là con thích lắm rồi à? Vâng. Đấy, có gối như này rồi, tối nay là con sẽ ngủ cái gối này nhá. Với lại là còn mấy cái vỏ gối, ba cái vỏ gối bên kia mới vào ấy. Vâng. Sẽ đưa cho các cháu tự cất lấy. Rồi xong là lúc nào mà bẩn cái gối này bẩn rồi nhá, các con là bỏ cái gối này ra để đi giặt nhá. Đấy, xong là lấy cái vỏ gối khác lại lồng vào đây. Đấy, cũng có vỏ gối riêng nhá. Vâng, đấy, được rồi. Cháu gái đang lấy cái gì kia đây? Đang đi lấy muối mì chính. Đang lấy mắm muối mì chính à? Mỗi người một công việc. Ôi, cháu bị nhọ rồi. Đun củi như thế. Đun củi như vậy, cháu bị nhọ rồi. Đấy, sôi rồi đấy. Có mấy hai cháu thế này, bây giờ dùng những cái nồi này là đun rất là bẩn trong đúng rồi. Trong nhà. Đúng rồi. Cái này chỉ có gọi là được cái bộ bếp ga mà, cái nồi cơm điện là... Cứ chỉ có nồi cơm điện là được rồi. Mì chính Nó cũng rất là sạch sẽ cho các cháu. Đúng rồi.
Đấy, Mỹ Vàng đi lấy cái giò kia đi. Vâng. Xong là ăn tép thì là sẽ dán tép được cho các cháu. Lấy cái giò kia thái ra. Tép thì chắc là để chiều các cháu ăn thôi. Bây giờ thấy không, mình phải hướng dẫn cái tép kia cho các cháu để chiều các cháu mới biết nấu ăn. Này chắc à. Cho nên mấy chả chọn đâu mà mỗi là kia. Ở kia nhà mỗi tròn này, đó tròn này, kia tàu xe mà có hải là đoàn định nó thôi. Đúng rồi, phải hướng dẫn cháu như vậy để cháu chiều này cháu mới biết ra dáng lên. Đấy. Còn cái giò đây là mình thái ra, đúng rồi. Thái ra cho các cháu. Không để cháu cũng lớn rồi, chỉ hướng dẫn thôi, để cháu tự làm đấy đi. Đúng rồi, đúng rồi. Ăn một ôm à? À, con dao là lại gài tiếp trên này kìa. Đấy, mi vào đây, mi vào hướng dẫn cháu đi. Để cháu biết làm. Mình làm giúp thì được ngay thôi, nhưng mà mai là tí nữa mình đi về rồi ấy. Mai ở kia là các cháu lại không biết mà làm. Cho các cháu tự làm, đúng rồi. Đấy, hướng dẫn cháu là thái một nửa thôi, để lại một nửa để chiều. À, bếp lại tắt rồi. Nãy là hai cháu đã cho dầu ăn vào đây chưa? Chưa. Vẫn chưa à? Vâng. À, thế là phải hướng dẫn các cháu là phải nấu là cho cả dầu đấy. Rau mới mềm. À, mới vào cho giúp luôn à? Vâng. Ôi. Quá nhiều. Rồi. Đi lấy củi về. Em cũng định mua chảo điện ấy, chảo điện để cho các cháu dùng điện, nhưng mà không biết là liệu cháu Sình ấy đã biết sử dụng những cái chảo điện chưa, cũng lo rằng là lại nguy hiểm. Không ạ. Sợ nếu nó không biết thì coi như là bác cứ dẫn hai ba lần, nó khi nó náo thì bác vào giúp nấu hai ba lần giải quyết. À, bác vào giúp đến nấu một hai lần là các cháu tự biết rồi đúng không? Rồi rồi, thế thì em mua cả chảo điện nhá. Vâng, chảo điện này với lại là nồi cơm điện. Vâng. Đấy, để cho hai cháu nấu. À, qua đây ấy, em cũng xin chân thành là cảm ơn anh cũng cho các cháu là đường điện, rồi là cũng đã ủng hộ cho các cháu giả dụ hàng tháng tiền điện rồi. Đợt này là em lại mua nồi cơm điện với lại chảo điện vào. Thì bây giờ là cũng phải trả thêm hơn một chút đấy bác ạ. Vâng. Thế thì tốt quá. Vâng. Vâng. Giúp cho các cháu như thế là mỗi người giúp một tay nhà. Vâng. Đỡ phải khổ. Vâng. Là ăn thì có nó nhanh. Sợ trời mưa nắng, trời mưa thì không kịp. Đúng rồi, trời mưa không kịp, đúng rồi. Cái chảo điện này thì coi như là cả các cháu thì nó nấu ít hơn, thì coi như là cũng chẳng tốn điện bao nhiêu mà. Vâng. Một tháng thì coi như chỉ trả qua coi như là hết rồi, coi như là chục nghìn như thế. Chục nghìn, vâng, đúng rồi. Chảo điện với cái nồi cơm điện thì hai cháu thôi, cũng nấu ít thôi mà. Thế là cũng không tốn bao nhiêu. Không tốn bao nhiêu. Vâng. Đấy, cũng rất là cảm ơn bác đấy. Vâng. Đấy, chắc cũng được rồi đấy nhỉ. Nhà lại không có chảo đúng không? Không có chảo thì tí mình sẽ dán lại cái giò qua cái giò đi. Với lại là tí nữa mình sẽ dán tép vào đây. Cháu bị nhọ rồi. Cháu bị nhọ đây này. Cháu bị nhọ mồm cháu rồi đấy. Cháu đi lấy khăn đi. Lấy khăn là lau qua mặt đi. Đấy, thế là được ăn cơm ngay mà. Cái rau nhà bác ấy cũng trồng xen ké với đậu kia cũng rất là tốt nhỉ. Vâng. Vâng.
Đấy, cháu cũng đang kê bàn ra để chuẩn bị ăn cơm đây. Dán tép cũng như lại là mình dán lại cái giò kia qua mấy bà ơi. Vâng. Như cái đấy là cháu phải làm một lần hướng dẫn. Vâng. Để vẫn còn cái giò này ấy, là để chiều hai cháu ăn ấy, hai cháu mới biết là dán lại hoặc như nào đó. Cho to tên nhá. Cho to tên của tôi cũ là thôi mà mua cây rồi nhá. Vì là cái vùng ở trên mình đây này bây giờ là cũng là rất là lạnh rồi ấy. Thế cho nên là phải dán qua cho nóng. Ui, hai cháu cũng chỉ thái một ít như này thôi à? Vâng, hai cháu ăn thì chỉ một bát à. Nồi nóng lắm rồi ấy, mì vợ. Đang dán lại giò cho nóng cho hai cháu ăn. Thế con đã được ăn cái giò này bao giờ chưa? Chưa được ăn bao giờ. À, chưa được ăn bao giờ à? Mẹ chân. À, tao nói cho giò này thảo thử chị đâu cho nên à? Không. Chị tao nó. Ồ. Đây các bạn ạ, Mỹ Hải cũng có hỏi chú cháu sinh ấy rằng là cháu cũng đã được ăn cái giò này bao giờ chưa. Cháu sinh cũng có nói với Mỹ Hải rằng là giò này cháu cũng chưa được ăn bao giờ nha các bạn nhé. Rồi, được rồi đấy. Đấy, còn cái dầu đấy là tí nữa dán tép luôn cho hai cháu. Chảnh chua ít kho do nhá tối nhá, ít mì chả nó má, ao giờ muốn thành cái nhà kho uống đi nhá. Đấy các bạn ạ, Mỹ Hải cũng có dặn với là cháu Sình rằng là vẫn còn đấy, giò ấy, để chiều tối nấu á, là hai cháu cũng phải là dán qua lại để cho nóng, để hai cháu ăn với cơm. Tắt cả trốn kể tôi, trốn kể tôi. Mình cũng có dặn chú cháu Sình rằng là lại bỏ nồi lên để dán một ít tép cho hai cháu ăn. Đi vào đây lấy tép đấy à? Cái tép này là tép đá, là tép sấy rồi. Cái này ăn với cơm luôn cũng được mà. Nhưng mà mình vẫn phải đảo qua lại như này cho đảm bảo. Đấy con đảo đảo đi, đảo đảo đi. Đấy được rồi đấy, tí lại khô quá, lại cháy. Được rồi con ạ, con bỏ lửa nhỏ nhỏ lại đi. Thao tạo cho mẹ mày đi, cho tạo tìm em. Được rồi, được rồi, tép được rồi. Lâu quá là tí lại cháy hết. Tao lỡ. Đấy, được rồi, thế là hai con múc ra thôi, múc ra bát cho nó ăn cơm. Đấy, rất là ngon này. Dán xong như này là bác cũng nhìn thấy cái mùi thơm rất là ngon này. Nấu thêm luôn đi. Hả, tặng em à. Đấy con đó rồi đấy, con đi lấy bát đi, bát xong là con xơi cơm. Thế là hai anh em con ăn cơm thôi. Đi lấy bát đi. Mai còn ăn tỉ rồi không? Đấy bữa cơm hôm nay ấy, của hai anh em ấy
cũng có được bữa giò này, rất là ngon. Đấy, hai cháu cũng đang chuẩn bị ăn cơm rồi. Có à, lút gà nhá, chứ lút à, lút tành bè nào, lút tành bè chứ cho à, rau mỏ đi nào, cho tôm này, giò này, giờ tôi phao hiên nước của Vinh Phúc nhá, để ngài tôi muốn ăn cơ tí nhá. Cho xanh. Ồ, cho xanh ồ, tao là, đây các bạn ạ, Mỹ Hải cũng có nói với cháu Sinh rằng là phần quà mà tôm với lại là giò đây này, với ga giường, với ba cái gối, với lại chặn bát mang vào cho hai cháu ấy, là phần quà này là phần quà mà của chị Hiền, phần quà của chị Hiền ở Vĩnh Phúc cũng có gửi lên cho hai cháu ấy. Thì cháu Sình qua đây thì cháu Sình cũng không biết nói tiếng phổ thông ấy, cháu Sình cũng chỉ biết nói tiếng Mỹ Hải thôi. Cháu Sình cũng nói rằng là cảm ơn chị Hiền ở Vĩnh Phúc nhé. Đây các bạn ạ, hôm trước ấy Mỹ Hải cũng có dặn là hai cháu ấy tập ăn búa rằn, thế cho nên là hôm nay vào ấy Mỹ Hải cũng bảo là sẽ lấy đũa ra mà để hai anh em cơm ấy, sẽ tập ăn đũa dần nhé các bạn nhé. Đấy, con lấy một cái thìa vào đây, ngay tất điên là cái gì tao học qua. Đấy, con để một cái thìa vào đây. Đấy, bây giờ là hai con ăn cơm đi nhá, ăn cơm đi. À, con mời ông ăn cơm à, con mời bác ăn cơm à. Rồi, thế hai con ăn cơm đi. Thế bác trai ăn cơm cùng hai cháu luôn. Bác vừa mới ăn rồi. À, bác vừa mới ăn rồi à? Rồi, rồi, rồi. Rồi, rồi, thế là hai con ăn cơm đi. Nó mỏ, nó mỏ. Cháu Sinh là cũng mời bác trai ăn cơm. Với lại là cũng mời Mỹ Hải ăn cơm nhá. Thế cho nên là nay bác trai cũng bảo là bác trai cũng ăn cơm rồi. Và Mỹ Hải cũng bảo là hai cháu cứ ăn cơm đi. Mỹ Hải tí nữa ra ngoài huyện rồi là Mỹ Hải sẽ ăn cơm nhà nhé các bạn nhé. Đúng rồi, hai con ăn đũa như này ấy, hai con cầm bát lên. Đấy, bưng bát lên như này, như vậy để hai con ăn. Hai cháu ăn cơm nhà này bác. Vì là cũng ăn đũa chưa quen. Thế đâm ra là hơi ngượng đúng không? Nó hàng ngày nó ăn mình ném nó lấy rồi thì nó lấy được nước canh. Vâng, đúng rồi, hàng ngày là ăn mình mén ấy, cũng phải là ăn thìa mới múc được nước canh, đúng rồi. Ăn bát dần thì nó mới quen. Đúng rồi, đúng rồi. Cứ phải ăn bát dần như này cho quen. Đấy, đấy là giò, hai con ăn đi. Đây, tôm tép đây rất là ngon này. Đấy, hai con ăn đi. Ấy còn cái tép này là con không lấy được ấy, thì là con lấy cái thìa kia con múc vào. À muốn tắt điện này à? À Hải cho mẹ đi à, cho rèn đi nè. Hải cho ông tìm à. Mỹ Hải cũng đang dặn này, cháu Sinh ấy, rằng là cứ lấy đũa mà gắp tép như vậy ấy, thì khó gắp. Thế cho nên là Mỹ Hải cũng bảo là sẽ lấy thìa này, xới vào bát luôn. Con ăn giò như này ngon không? Ngon. Ngon à? Tụi mình tranh ăn thôi chứ à, trừ đi ốc bỏ các ao. Cá. Ao. Đây các bạn ạ, Mỹ Hải cũng có hỏi chú cháu Sinh ấy, rằng là ăn tép như vậy con ăn với cơm có ngon không? Cháu Sinh bảo là rất là ngon nhé các bạn nhé. Đấy con gái lấy cái thìa kia, con lấy cái thìa xong rồi con mới múc được tép đây ăn. Đấy con lấy cái thìa con múc vào bát đấy. Vì là con lấy đũa gắp thôi thì mỗi lần gắp là cũng chỉ được một con thôi. Lần sau nhá, con ăn xong nhá, con để cái thìa như này này con này. Đấy, con sẽ để nghiêng ra một bên cạnh bát như này. Nãy em hỏi hai cháu đây này,
bảo là con đã được ăn giòn như này bao giờ chưa, hai cháu bảo là chưa được ăn đấy bác ạ. Ừ. Còn bác thì thỉnh thoảng ông vẫn được ăn, thì còn các cháu thì vừa mới được ăn cái bữa này đầu tiên nhất đấy. Vâng đấy bác là cũng nói rằng là cũng thi thoảng là bác mới được ăn đúng không? Ừ. Còn các cháu thì chắc là lần đầu tiên. Vì không có bố mẹ thì không có ai mua về cho ăn. Đúng rồi, không có bố mẹ thì không ai mua về cho ăn, đúng rồi, đúng rồi. Mới khoe hoặc ngon à? Vâng. Đấy, rất là tội nghiệp cho hai cháu. Đấy, sợ cái giò cái lần nãy thái lại hơi ít đúng không? Sợ lại không đủ hai cháu ăn hết đúng không? Ăn thế vẫn đủ rồi. Ăn thế vẫn đủ rồi. Để chiều lại tiếp tục nhá. Đây bác trai ạ, bây giờ là hai cháu ấy, bây giờ là cũng đã được ăn cơm rồi. Với lại là hôm nay em vào đây ấy, em trao phần quà của chị Hiền ở Vĩnh Phúc ấy. Đấy, bác thì cũng có đường sứa và với lại là 10kg gạo. Đấy, phần quà là phần quà của chị Hiền. Và có lẽ là em bây giờ này cũng xin phép là em đi về luôn. Đấy, nhờ bác ở đây ấy, cũng quán xuyến và bảo ban các cháu với nhá. Vâng. Chú gọi như là... lúc bộ về thì coi như là cái coi như là bác sẽ cuốn xuyến để cho hai cháu nó ăn xong là nó sẽ rửa mắt đến cho nên sạch sẽ. Và tôi cũng rất vinh dự là tôi xin chân thành cảm ơn chị Hiền ở chỗ Vĩnh Phúc mang một ít quà về cho nhà bác, thì coi như là bác xin chân thành cảm ơn với chị Hiền. Vâng. Thế thì con ăn cơm nhá, bây giờ là bác đi về rồi nhá. Vâng đấy. Ừ, thì nó no mỏi nhau, ngủ trễ nhá. Ngủ trễ nhá. Đấy, hai con ăn cơm nhá. Bây giờ là bác đi về rồi nhá. Rồi, bác chào hai con nhá. Bác đi về nhá. Đi về đi Mỹ Bà ơi. Thôi em về đây cho bác nhá. Vâng. Chú về nhá. Vâng, em chào bác nhá. Rồi. Hãy đến thăm hai ba cháu một cô nhá. Vâng, thi thoảng thì em sẽ là quay lại vào đây để thăm ba cháu một cô ở đây. Vâng, em về đây bác ạ. Vâng. Đây các bạn ạ, sau một thời gian ngắn ấy, Mỹ Và đồng hành cùng Mỹ Hải ấy, cũng mang phần quà của chị Hiền ở Vĩnh Phúc cũng đã mang lên chào cho ba cháu một cô nhé. Và bây giờ ấy, Mỹ Hải cũng xin kết thúc cái video của Mỹ Hải tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo của Mỹ Hải nhé.